Ây da, anh em biết gì chưa? Một bí mật cực kỳ là hoành tráng. Tôi mới xuống tiền sắm Galaxy S23 Ultra đó nha. Gì vậy? Cái gì vậy anh ơi? Trước tiên phải unbox cái đã nào. Đây là hình ảnh trên hộp. Và đây là hình ảnh thực tế nha. Galaxy S23 Ultra. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau phải bóc siêu nào. Ngoài nhân vật chính của chúng ta thì chắc chắn là ở bên trong chiếc hộp này không thể thiếu những cái phụ kiện đi kèm, đúng không mọi người? Thì ở trong này thì sẽ có nè, một chiếc cáp sạc, một cái que chọc sim, và bên cạnh đó còn có sách hướng dẫn để dễ dàng sử dụng hơn nữa. Trong lần ra mắt này thì Samsung đã trang bị cho Galaxy S23 Ultra một con chip Snapdragon 8 Gen 2 4 nm. Lần này thì mọi người có thể thấy là Hiền đang mở rất là nhiều cái tác vụ đây, rất là nhiều ứng dụng và tác vụ. Tuy nhiên thì khi mà mình thao tác chạm mượt thì nó vẫn rất là nhạy luôn mọi người, chỉ trong vài giây thôi mọi người ạ. Theo mình thấy thì cái điện thoại này á mọi người, góc cạnh của nó rất là vuông vức, kiểu nó rất là kiểu thời thượng sang chảnh á, vuông vức như thế này ha. Và mặt sau thì có rất là nhiều cụm camera. Lần lựa chọn này thì hiện đang cầm trên tay là chiếc Galaxy S23 Ultra màu xanh. Tuy nhiên nếu như mọi người yêu thích những màu sắc khác, mọi người tha hồ lựa chọn, bởi vì Samsung mang đến rất là nhiều màu áo cho chiếc Galaxy S23 Ultra năm nay, chẳng hạn như là màu đen, màu kem hoặc là màu tím nữa. Trong lần ra mắt này thì nhà Samsung dường như đã thấu hiểu được nhu cầu của người dùng, cho nên là trang bị cho chiếc camera sau với thông số vô cùng ấn tượng, 200MP, mọi người tin được không? Đặc biệt là còn có cả chế độ zoom vô cùng là đỉnh cao. Bây giờ mọi người có thể thấy ở xa kia là một cái cục thiên lôi nha. Bây giờ Hiền sẽ zoom xa, thật là xa mọi người ơi. Mình có thể thấy được cả một cái thanh ở trên đầu như thế này, nhỏ xíu luôn. Quá là đỉnh cao đúng không mọi người? Còn về camera trước thì sao ha? Dành cho những ai ưa thích selfie, đây mọi người có thể quay được anh camera đằng sau nè. Đó mọi người thấy không? Đây là một chiếc cam thường nha. Da Hiền ở ngoài thì không đẹp lắm đâu, nhưng mà lên đây thì họ cà lãng mịt luôn, nhưng vẫn giữ được cái độ tự nhiên. Và khi mà Hiền nói Hiền quay thì nó sẽ tự động chụp cho mình luôn mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ thử chụp vài tấm hình ha. Xuất sắc nha. Và vừa rồi chúng ta đã được cùng nhau unbox chiếc điện thoại đang làm mưa làm gió trên thị trường công nghệ hiện nay. Mọi người đừng quên hãy nhớ đón xem những video review tiếp theo để có thể cùng Hiền trải nghiệm thực tế hơn, chi tiết hơn trên chiếc điện thoại này nha. Còn bây giờ thì bye bye. À mà quên mọi người ơi, hãy nhớ là HT Mobile đang có chương trình đặt trước Galaxy S23 series với rất nhiều ưu đãi khủng luôn đó nha. Lại quảng cáo nữa, quảng cáo ít thôi. HT Mobile, hệ thống bán lẻ hàng công nghệ chính hãng.